Bác ơi, bác cứu con em với. Bác là bác ruột của cháu mà. Bác ơi, bác cứu mầm, bác ơi, em xin bác. Nhà bán rồi. Còn ít đồ của anh, có về lấy không? Để đây anh về anh lấy. Vẫn còn ít đồ kỷ niệm của ông đấy. Anh có lấy gì thì anh lấy đi. Mai mày dọn đi. Giữ được cái gì thì giữ, không thì bỏ đi. Thế hai vợ chồng định ở đâu? Em sẽ chuyển về nhà ngoại ở một thời gian. Còn cái tiền bán cái nhà này thì tao không chia chác gì cả. Tất cả tập trung lo cho cháu. Sau này nó đỡ rồi, còn thừa bao nhiêu gom thêm vào mua cho nó một cái nhà đàng hoàng cho nó ở. Anh Chí, anh còn chuyện gì giấu em đúng không? Anh nói đi. Hay là anh bị ung thư, anh không thể nào hiến gan cho con mầm được? Hả? Hay là anh sợ? Em bảo này, em đã hỏi bác sĩ rồi, hiến gan xong một thời gian là nó sẽ không làm sao cả. Không sao cả. Tao... Anh cầm nốt đi! Trả hết tình nghĩa cho anh em cho anh đấy.
Nói đi, có chuyện gì đấy? Giấu làm sao mãi được, trước sau rồi cũng biết mà. Thật ra thì cô biết cũng được, biết đâu lại giúp được gì sao? Thì cứ nói đi. Cháu nội của cô, con bé Mầm ấy, nó bị bệnh gan hiếm gặp. Thế bác sĩ nói thế nào? Chỉ có một cách duy nhất thôi, đấy là ghép gan. Bây giờ đang chờ xét nghiệm của bệnh viện về gan của bố mẹ nó. Mà tiền nằm viện rồi tiền ghép gan tính ra cũng phải khoảng tỷ. Cho nên là mới phải giao bán nhà. Mà một tuần nay rồi có bán được đâu. Mầm thì không còn nhiều thời gian nữa. Sợ là đến lúc bán được nhà thì cũng muộn mất rồi. Mầm là cháu nội của cô đấy. Tưởng mày rời khỏi tao thì cuộc đời mày nở hoa chứ. Vẫn không ai nhận à? Cầm lấy đi tao cho. Đừng mơ mộng nữa. Nếu kiếm tiền sạch mà dễ thì cuộc đời này đâu có chỗ cho tao với mày. Đấy là việc của tôi, đây chỉ việc của ông. Quay về làm cho tao đi. Tiền tiêu không phải nghĩ, tương lai thằng con mày cũng được đảm bảo. Hy sinh đời bố, củng cố đời con, có phải không? Thì ra ông đang hy sinh đời ông để củng cố đời thằng Long đấy à? Đến một lúc nào đấy ông xẻ tiền ra mà chẳng ai cần nữa, lúc đấy ông cô đơn, lại què quặt, ông làm thế nào? Chết thối trong đống tiền à? Còn tao còn mày, mày mà trở thành lương thiện thì tao đùi đầu xuống đất. Anh ơi, con em không ổn rồi. Sao? Hai vợ chồng em đều không phù hợp để hiến gan cho cháu. Bác sĩ ạ, bác sĩ cho em hỏi là tại sao cả bố cả mẹ đều không hiến gan được cho cháu là như nào ạ? Sao vô lý đấy? Mẹ cháu ấy thì có tiền sử mắc viêm gan B, còn bố cháu thì chỉ số gan nhiễm mỡ lại cao nên không thể hiến được. Không còn cách nào ạ? Bây giờ ấy, hỏi thêm người nhà đến, biết đâu lại có người phù hợp. Bác cứu con em, bác là bác ruột của cháu mà. Bác ơi, bác cứu Mầm, bác ơi, em xin bác. À đúng rồi, bây giờ chỉ còn một mình anh là cùng huyết thống với con Mầm thôi. Anh cứu cháu đi anh. Bác ơi, vợ chồng em xin bác. Không ổn rồi, bọn nó phát hiện ra mình rồi. Với số tiền này, tao với mày đủ để làm lại cuộc đời. Đi, đi, chạy đi. Anh trai của anh Tuệ mới về nước. 10 năm lặn một hơi không thấy sủi tăm. 10 năm rồi gia đình người ta mới đoàn tụ. Anh chỉ còn mỗi mình anh là người thân thôi. Từ bây giờ anh không được khổ nữa. Em sẽ lo cho anh. Chắc mai anh đi tìm việc. Mày muốn cuộm luôn số tiền đấy, định né tao à? Nhận ra em không anh? Mày muốn gì? Việc làm. Em là người bình thường, về nhà bao việc rồi, chăm chồng cho chăm cả anh chồng nữa. Em làm như thế thì những người như anh Chí còn biết sống ở đâu ở trong cái xã hội này nữa hả em? Để tao giúp mày. Cút. Nghèo thì không được phóng khoáng, cũng không được sĩ. Cái cảm giác mà mình ở giữa gia đình mình mà lúc nào cũng thấy bơ vơ, đúng là khó chịu thật. Thế còn bây giờ anh muốn gánh cho anh trai anh cả đời thì anh cứ việc gánh nhá. Nhưng chúng ta là người nhà mà, người trong một gia đình mà. Thông cảm cho anh em anh.